Rồi, mình chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái tình hình mà năm cái cây hôm trước mình đã chia sẻ về một cái chủ đề nói về trồng cây trong gỗ. Và thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến đồng tình cũng có, và những cái ý kiến trái chiều cũng có, và rất là nhiều những cái bình luận là nói như là trồng chung gỗ thì nó sẽ mất chất, nó sẽ trôi đi những cái chất dinh dưỡng, nó sẽ rửa đất và cây chất không phát triển đó. Thì hôm nay thì để làm cho nó rõ ràng cái chuyện này thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại đó, quay lại cho các bạn xem về mức độ phát triển của những cái cây này nó như thế nào. Thì các bạn xem thì các bạn thì cảm nhận được cái sự phát triển của nó thì chính xác từ cái lúc mình đăng clip hôm trước cho tới bây giờ là đúng chính xác là 32 ngày. Thì các bạn xem đó, cái tình hình bây giờ và những cái cây bây giờ và những cái cây 32 ngày lúc trước, thì các bạn sẽ so sánh được những cái sự phát triển của cây đó. Thì thật sự là mình chia sẻ cho các bạn xem những cái gì mà mình đã trải nghiệm qua và mình cảm thấy là nó rất là hữu ích, thì mình chia sẻ cho các bạn đó. Thì cũng có rất là nhiều bạn đồng tình về những cái ý kiến trồng cây chung gỗ này đó. Thì thật sự thì các bạn thường thường hay nghĩ là đất trồng thì phải nó phải đủ dinh dưỡng hoặc như cái gì thế nào đó, nhưng mà theo mình thì đất trồng tốt nhất cho cái cây đó là cái đất trồng nó phải thoáng các bạn, nó phải thoáng, nó phải thông thoáng thì cây nó phát triển mới được đó. Thì đây nè, đây là cũng là một cái cây hôm trước nè, thì các bạn xem đó, thì các bạn xem nè, nó sự phát triển của nó như thế nào. Thì hôm nay các bạn thấy đó, nó phát triển rất là tốt luôn các bạn. Đó, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem đây, năm mấy cây hôm trước, năm mấy cây đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn cái cách mà chúng ta làm cho cái rễ cây lên sam nó đẹp hơn. Nó thì nó lồi lên bờ cái dạng như rễ nôm các bạn, rễ nó nổi lên đó, nhưng mà nó đẹp. Thì các bạn khoan vội lấy bộ đất ra ha, thì các bạn mua cái cây về thì nó vẫn còn nằm trong chậu, thì các bạn dùng cái kéo các bạn cắt bỏ cái phần viền ở trên đi đó, xong thì các bạn dùng vòi xịt đó, các bạn xịt cho nó trôi hết những cái đất đó, để cho nó lộ cái rễ lên. Thì các bạn biết á, khi mà cái cây mà nó lộ cái rễ lên á, nó tiếp xúc được với ánh sáng á, ánh nắng á, thì cái rễ nó sẽ già đi và nó sẽ lớn ra. Thì mình có tất cả là mình đã làm 3 cây các bạn đó, thì các bạn thấy không, thì mình đã cắt bỏ đi cái chậu á, cho nó ngắn lại. Mình đã dùng cái bình cái vòi vòi xịt á, mình xịt bỏ đi những cái lớp đất ở trên thì nó lộ cái rễ lên đó. Thì mình cứ làm thường thường như vậy đó các bạn, thì vẫn xịt đi, vẫn xịt thoải mái thì cho nó lộ cái rễ lên. Thì cái rễ mà nằm trên á thì nó phát triển rất là nhanh các bạn. Này các bạn thấy nè, mình đã có tất cả là 3 cây